Dân Quảng, võ nghệ của con có tiến bộ hay không? Con cũng nhờ ông ngoại ngày nào cũng có luyện võ. Nội không tin hỏi mẹ đi. Thái Quân, Thái Quân, con về rồi. Dân Quảng, về thì tốt rồi. Thái Quân, Quế Anh, đừng có giận Tôn Bảo nữa nha. Thái Quân à, mẹ với cha đã hòa thuận như xưa rồi, còn hơn là lúc xưa nữa. Thái Quân, chuyện của con và Tôn Bảo đã khiến Thái Quân lo lắng. Con thiệt thấy hổ thẹn. Vợ chồng với nhau đâu có tránh được. Chỉ cần từ nay qua hòa thuận thuận thì Thái Quân không cần phải lo nữa. Thái Quân ngồi đi. Tôn Bảo đâu? Nó còn chưa có về tới nhà, trực tiếp nhập trào để diện thánh đó. Thái Quân à, cha ở Mộc Kha trại phá được âm mưu của Tây Hạ. Ồ, dạ phải Thái Quân. Con với Tôn Bảo ở Mộc Kha trại bắt được mấy tên thám tử Tây Hạ. Từ miệng của họ đã biết được thì ra Tây Hạ đã có ý xâm phạm Đại Tống. Tây Hạ? Thái Quân, Tây Hạ là một nơi hoang dã lắm. Nước ta đất rộng giặc quảng, họ đã rình mò vào trung thổ. Còn nữa, họ đã liên lạc với Thảo Khấu giang hồ để làm nội ứng. Xem ra thì họ đã dự tính chuyện này lâu lắm rồi. Cái nước Tây Hạ này thiệt là không an phận thủ kỷ. Năm xưa khi vua Tây Hạ Lịch Kế Chi còn tại vị, đã muốn khuếch trường bản đồ, chẳng qua không thấy nào thành tựu. Họ chẳng những là thủ hạ bại tướng của mình, mà luôn cả nước Liêu họ cũng phải thần phục xưng vương. Bây giờ vua Tây Hạ Lý Tất Minh đã ổn định hết mười mấy năm, bây giờ đang giữ tính lầm lè, không nên khinh địch. Từ khi nước Liêu bại trận, mình đã sống được mười mấy năm thái hòa, thật không hy vọng chiến sự sẽ xảy ra. Không sai. Hơn nữa, qua thêm 2 tháng là đại thọ 100 tuổi của Thái Quân, mình cần phải tổ chức ăn mừng chứ. Thì ra Thái Quân đã 100 tuổi đại thọ rồi hả? Coi con đó, chỉ biết chơi thôi, cả đại thọ của Thái Quân cũng quên luôn. Uổng công Thái Quân thương con như vậy. Đừng có trách nó. Quên đại thọ của Thái Quân không sao, điều quan trọng là nhớ ngày nào cũng phải luyện dương gia thường pháp đó. Dạ biết. À nè Thái Quân, mẹ tính coi làm sao ăn mừng đại thọ cho mẹ đây hả? Ta nghĩ chỉ cần gia đình của mình ngồi lại ăn bữa cơm đoàn viên thì ta đã thỏa mãn rồi. Như vậy không đơn giản quá sao? Đơn giản? Ê quận chúa, bao nhiêu năm qua con còn chưa lãnh hội được sao? Trong thiên bà phủ của mình có thể ngồi lại ăn một bữa cơm đoàn viên, cái đó không phải là đơn giản đâu. Kính bẩm Thái Quân, thiếu gia về tới rồi. Cha, cha về rồi hả? Tôn Bảo. Thưa mẹ. Thái Quân về tới rồi à? Dạ. Hoàng thượng nói sao? Thì ra hoàng thượng đã nhận được tin từ lâu. Hơn nữa, người Tây Hạ đã đoạt cướp thành Khai Châu. Hoàng thượng biết được nó giận dữ vô cùng, nên đã phái cha tức khắc tới thành Khai Châu. Ngày mốt con sẽ thống lĩnh 3 vạn đại quân điều tới thành Khai Châu để hiệp hộ với cha, để đoạt lại thành Khai Châu. Ở nhà còn tưởng năm nay 100 tuổi đầy thọ của Thái Quân, cả nhà mình ăn mừng cho Thái Quân nữa chứ. Quốc sự quan trọng, Tôn Bảo con cứ yên tâm đi đi. Đại thọ của Thái Quân còn 2 tháng nữa mới tới, con tin tưởng con với cha nhất định trở về chúc mừng với nội. Thiệt hả? Cha gạt con hồi nào đâu. Tôn Bảo, con và cha của con dứt khoát lần này phải tốc chiến tốc thắng, mau ban sư hồi trào để chúc thọ cho Thái Quân. Con xin mẹ yên tâm, con tin tưởng con với cha nhất định đuổi người Tây Hạ phải ra khỏi lãnh thổ, để mình lấy đó làm quà chúc thọ cho Thái Quân. Được. Vậy Thái Quân chờ món quà của con. Lão phù đã tốn biết bao nhiêu miệng lưỡi dụ thuyết được hoàng thượng để cho người làm giám quân. Đây chính là cơ hội rất là lớn để trả thù. Ngươi đừng làm cho lão phù thất vọng nha. Đã được thái sư yêu chuộng, học sinh đâu có dám để cho thái sư thất vọng chứ. Biết được thì tốt lắm. Sau này không những được gia hoàng tấn tước thì phải coi được sự thể hiện kỳ này của người thế nào. Gia quân tấn tước, học sinh không có dám kỳ vọng. Học sinh chỉ cần trả được mối thù đó là mãn nguyện lắm rồi.
Dương Viên Siêu, Dương Tôn Bảo chẳng phải là thứ gièm pha đâu. Ngươi đừng bao giờ khinh khi bọn hắn nha. Dạ biết. Học sinh muốn thỉnh cầu thái sư, có cách nào tốt hơn để mà đối phó với Dương gia không? Hả? Ngươi còn hỏi vấn đề này với ta? Để lão phu cho ngươi làm giám quân đi hả? Ngươi hãy dùng bộ óc suy nghĩ đi chứ. Lão phu ta nói nhiều lần lắm rồi, ngươi phải nhất định tùy cơ ứng biến mới được. Dạ đúng. Còn nếu rủi như không có cơ hội thì bộ ngươi tưởng cha con của Dương Viên Siêu là tiên sao? Chỉ huy đại quân đánh giặc đâu phải là chuyện dễ, phải có sơ sót chứ. Làm cách nào mà không có sai lầm được? Chỉ cần người để ý nhất cử nhất động của họ, bắt được chỗ hở của họ, lúc đó mình tâu lên quan thượng một số được. Nhớ kỹ, lúc ôn luyện Dương gia thường, tuyệt đối đừng để giận dữ bộc lộ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Thầy đã nói với con rồi mà, lúc luyện đừng có nên giận dữ bực bội. Tại sao con không chịu bình tĩnh vậy chứ? Con luyện như vậy, dù có luyện một đời đi nữa cũng không thể luyện thành. Sao hả? Không phục à? Cha đang dạy thì là đúng, con không dám nói gì cả. Văn Quảng, con không phải là một đứa con nít nữa. Để sau khi cha xuất chiến, chỉ có con với bác Dương Hùng là hai nam đinh thôi. Không lẽ con lại lấy trách nhiệm bảo vệ Thiên Ba Phủ đó giao lại cho bác Hùng sao? Không phải đâu cha. Thì bởi vậy, sau này con sẽ hiểu rõ. Sở dĩ chặt nhìn khắc với con, tất cả chỉ vì con thôi, biết chưa? Ừ. Anh lại nói gì với con đây? Thưa mẹ. Anh đang dạy cho nó. Anh dạy con cái kiểu này, nó nghe thấy là sợ rồi, đâu có nhớ được. Theo cái binh vực cho nó hoài à? Nếu cứ như vậy thì nó làm sao mình nên người được? Thôi đi, anh theo em vô đi, em có cái này đưa cho anh. Nhớ kỹ câu cha nói, từ từ luyện ha. Dạ. Cho anh nè. Anh đã đoán được trước em sẽ cho cái này cho anh. Thế nào, có phải thấy em lôi thôi không? Không có đâu. Mỗi lần anh được bình yên trở về cũng là nhờ nó. Nói chuyện ngọt xước hả? Lúc này anh nói chuyện hay lắm, nhưng mỗi lần nói chuyện với con á thì mặt mày lúc nào cũng nhăn hết. Nếu mà anh ở trước mặt Văn Quảng cũng như vậy thì nó làm sao chịu nghe lời anh? Thật ra anh cũng đâu cần phải lo cho nó quá. Tuy rằng Văn Quảng hơi phá phách, nhưng mà bụng dạ nó cũng tốt lắm. Điều này anh biết, cho nên anh hy vọng nó phải luyện cho giỏi võ nghệ, để mà sau này để bảo vệ cho nước nhà. Quý anh, lần này sau khi anh xuất chiến, Thiên Ba Phủ phải giao cho em đó. Anh yên tâm, chuyện ở đây em sẽ lo hết. Anh đem quân xuất chiến phải cẩn thận đó. Em yên tâm, vì em và con của mình, anh sẽ cẩn thận muôn việc. Anh à, anh quên nói cho em biết, lần này hoàng thượng đặc phái Trương Hữu làm giám quân.
Trương Hữu. Đó là ông Kỳ rồi. Ông không sai trị nước Trương Hữu đúng mà. Tại sao hoàng thượng lại sai hắn làm giám quân? Chuyện gì? Trương Hữu là người của bạn thái sư. Con người này không thể tin tưởng. Những gì hắn nói anh đừng có tin đấy nha. Điều này em khỏi lo. Người anh tin tưởng nhất đó là chính anh. Những gì ông nói đó anh chỉ để tham khảo mà thôi. Tùng Bảo, khí hậu của phía Bắc giá lạnh lắm. Con và cha của con phải mặc thêm nhiều áo đó nha. Nhất là cha của con, ông không bao giờ biết lo cho ông đâu. Dạ con biết rồi mẹ. Anh em mẹ, sau khi con đi rồi, Quế Anh và Giang Quản nhờ mẹ với cô lo giùm đó nha. Người cứ yên tâm đi, Quế Anh khôn lanh như vậy, người khỏi cần phải lo. Các vị đại thẩm. Tôn Bảo tới kìa. Tôn Bảo, con đi sớm về sớm nha. Tôn Bảo, bác biết con nhất định đánh bại bọn Tây Hạ mà. Xin các đại thẩm yên tâm, Tôn Bảo không bao giờ làm các vị thất vọng. Vậy được rồi, ở nhà chờ con về. Phải đó, con nhớ là phải trở về ăn mừng đại thọ trăm tuổi của Thái Quân. Tôn Bảo. Thái Quân. Thái Quân. Tôn Bảo, có Thái Quân ở đây con khỏi lo. Khi tới biên cương phải chia sẻ nhiều trách nhiệm với cha con đó. Dạ Thái Quân. Ủa sao không thấy Văn Quản vậy? Mọi người không cần kiếm nữa, Văn Quản đang ở đây nè. Văn Quản, con đi đâu vậy? Cha sắp xuất phát rồi. Mẹ, mẹ khoan có trách con cái đã. Con có món quà này tặng cho cha. Văn Quản, có món quà gì mà tặng cho Tùng Bảo thiếu gia vậy? Tất cả coi đây. Con tiến bộ nhiều lắm. Tiểu thiếu gia đã luyện tập suốt đêm, còn biểu tôi đừng nói cho cậu biết đó. Nhớ kỹ, phải tiếp tục khổ luyện, đừng bỏ rơi nửa chừng nha. Dạ con hiểu rồi cha. Sau khi cha xuất chiến phải luyện tập cho thiệt tốt, để sau này cống hiến cho nước nhà. Văn Quản biết rõ. Ngoan. Tôn Bảo. Thái Quân. Văn Quản ngoan lắm rồi, con cứ yên tâm đi đi. Dạ. Vậy thì Tôn Bảo xuất phát, xin tất cả bảo trọng. Bảo trọng. Cha, cha phải bảo trọng đó. Mọi chuyện phải cẩn thận. Em chờ anh trở về. Thiếu tướng quân. Tướng quân. Định Quốc, tại sao kỷ luật lơ lại vậy? Đây là trường giám quân do hoàng thượng phái tới. Giám quân đại nhân, thì hết sức khống kiếp. Ở trong quân trại mà ngang nhiên rủ chè cờ bạc, chẳng giữ luật lệ. Mọi người bị phạt quân công 50 heo làm cảnh cáo. Giám quân tha thứ. Xin hãy khoan đã. Khỏi cần giải thích, để ta coi Dương Nguyên Soái giải thích như thế nào. Đưa ta đi gặp Dương Nguyên Soái. Giám quân mời. Nguyên Soái. Nguyên Soái. Nguyên Soái. Nguyên Soái. Nguyên Soái.
Nguyên soái. Ông này là? Ông là trưởng giám quân của triều đình phải tới. Giám quân tới tại sao không báo truyền? Bẩm nguyên soái, đó là ý của giám quân. Bổn giám quân muốn thị sát trước kỷ luật với huyện nguyên soái như thế nào, cho nên chưa có thể báo trước với nguyên soái. Bổn quân tuân chỉ tới đây giám quân, trách nhiệm trên người, không dám chảnh mãn. Xin nguyên soái tha thứ. Được, được. Trách nhiệm của giám quân là như vậy. Hoàng thượng có thể phái những kẻ anh mình như là đại nhân về để làm giám quân, thật là một điều sáng suốt. Bổn soái khâm phục muôn phần. Nếu như triều đình có nhiều nhân tài như là giám quân vậy, thì quốc vận của Đại Tống hưng thịnh. Nguyên soái quá khen thưởng rồi. Vậy thì giám quân cho rằng quân lính dưới quyền bổn soái là như thế nào? Xin cứ nói thẳng. Xin cho bổn quan nói thẳng. Quân lính ở dưới quyền như là chậu cát rời, không có luật lệ. Đã như giám quân nói vậy, vậy thì đúng rồi. Bẩm nguyên soái, họ chỉ có mấy người bị thương. Theo ý của nguyên soái, phải đem những lính Tây Hạ đó thả đi. Hay, thì ra đó là cách gài địch của nguyên soái. Đúng vậy. Nguyên soái nhận lệnh điều tới Khai Châu, quân ta đã từng cưỡng đánh vài phen, nhưng tướng soái của Tây Hạ là Lý Hán Kiệt vẫn cố thủ trấn giữ, cho nên nguyên soái nghĩ ra cách gài địch, kêu giả giờ để quân ta lơ là. Quân thù tưởng có thừa cơ hội ra thành nghinh chiến, vậy thì mình có thể đánh thẳng vào trong đoạt lại Khai Châu. Thì ra là như vậy. Bộ hạ của nguyên soái có tinh thần hy sinh như thế này, đủ cho thấy kiêu nguyên soái lãnh đạo cao siêu. Bổn giám quân kính phục môn phận. Giám quân quá khen. Tôn Bảo, phải chăng người đã nhận được quân lệnh làm đúng theo kế hoạch ta không? Bẩm nguyên soái, đại quân của ta đã đồn trú ngay ngoài hai dặm, trong đó có hai vạn tinh binh để đi vòng đóng trại ngay ngoài thành Khai Châu, nơi hai dặm phía bắc. Tướng giữ của Tây Hạ đó chẳng còn mê muội mù quáng và cũng chưa biết đại quân của ta đã tới. Tôi nghĩ Lý Hán Kiệt nằm mơ cũng ngờ mình có đại quân ở đằng sau của hắn. Như vậy thực tế ở trong thành Khai Châu có bao nhiêu quân Tây Hạ trấn giữ? Theo thám tử hồi báo có hai vạn binh mã. Đã như có hai vạn binh mã, tôi nghĩ đây là lúc tấn công Khai Châu. Tôi cũng đồng ý bắt đầu ngay lúc này, bởi vì quân lính của tôi đã đồn trú ở đây một thời gian rồi. Nếu như mà kéo dài, khí thế sẽ xa suốt, ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Còn binh lính của bọn người đang lên khí thế, nếu khai chiến trong lúc này, đối với binh lính của ta sẽ có lợi hơn. Hơn nữa vừa rồi mình đang thả một số lính của họ, họ càng tưởng mình lơ là chểnh mãn. Tôi nghĩ là không bao lâu họ sẽ đầu hàng với mình. Đây chính là cơ hội tốt để mình thu phục lại Khai Châu. Tôn Bảo, ngươi lập tức trở lại đồn trú của đại quân, để một khi Lý Hán Kiệt khi ra thành nghênh chiến, ngươi thống lĩnh chi viện, họ sẽ trở tay không kịp. Dạ nguyên soái. Bẩm nguyên soái, theo sự dò thám của kẻ hạ biết được, đúng theo như sự dự liệu của nguyên soái, quân Tống xuất hiện tình trạng toán loạn, chỉ khí sa sút, đúng là thời cơ tốt để quân ta tấn công. Liên lệnh của ta, tảng sáng ngày mai đại quân xuất phát. Dạ nguyên soái.
Hãn Nguyên Soái, toán lính tiền phong của mình chúng mai phục, hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Dương Như Siêu, Nguyên Soái, mình đây. Truyền lệnh của ta, đại quân tiếp tục xuất phát. Dạ. Bẩm Nguyên Soái, lính Tây Hạ đã bị trúng kế. Được, nhưng đại quân có hậu bị còn chưa tới, mình tính sau đây. Khỏi cần lo, sẽ nhanh chóng để cho mình đánh họ. Lý Hán Kiệt, ngày hôm nay ta phải trả thù cho bá tánh của Khai Châu. Truyền lệnh của ta, các đội nhân mã làm theo kế hoạch, đại quân xuất phát. Nguyên Soái, chuyện gì? Kho lương mình ở thành Khai Châu đã bị quân địch tiêu hết rồi. Lập tức là rút quân. Lấy công điện. Gọi ta đây nè. Bắn hay lắm. Ngày hôm nay bao nhiêu anh em chúng tôi đều trở thành Dương gia tướng, đó là do ơn đức của trời. Hôm nay muốn được cùng Nguyên Soái uống một chén. Được, tất cả cạn ly. À, cạn ly đi, cạn ly. Dương giám quân, tại sao hôm nay tâm sự trùng trùng vậy? Có thể thu phục được thành Khai Châu, tại sao ta lại phải tâm sự trùng trùng? Hay là ta uống hơi nhiều? Chỉ rất tiếc không lấy được cái đầu của Lý Hán Kiệt. Quả thật người ta có chút hối hận. Tên Lý Hán Kiệt này, bởi vì cố thủ thành Khai Châu không chịu đầu hàng, nên trở thành giết người. Cái thứ giả thú thảo khấu, coi mạng người không ra gì. Lẽ ra phải lấy cái đầu của hắn để tế cho dông linh bả tánh, để đánh tan ấm mất ở trong lòng. Huy yên tâm, ta tuyệt đối không tha cho kẻ này. Người đã biết Lý Hán Kiệt trốn trong quan phòng trận, ta muốn thừa thắng xung kích, sáng sớm ngày mai tấn công quan phong trấn. Như vậy nên biết binh hình thần tốc. Nhưng mà binh sĩ ở ngoài thành mới vừa nâng ly để mà chúc mừng, tôi sợ là chưa có chỉnh đốn được tâm trạng. Trương giám quân, về điểm này ông cứ yên tâm, Dương gia quân quân kỷ nghiêm minh, dù cho họ được cho phép cũng không thể uống quá ba chung đâu. Thằng nghị Lý Hán Kiệt cũng giống như Trương giám quân, không nghĩ tới mình dám tấn công như vậy. Hắn đang bị đánh tan rã hàng ngũ, chỉ còn là vài ngàn binh mã, ta muốn sẵn dịp này tấn công lần nữa. Nguyên Soái nói đúng lắm, mình nên thừa thắng để mà truy kích. Lý Hán Kiệt là mệnh tướng số 1 của Tây Hạ, vừa mới ra tay là đã chạy rồi. Đừng bao giờ khinh địch quá độ, sự dũng mạnh của Lý Hán Kiệt các người đối phó không nổi đâu. Ta phải đích thân đối phó với hắn.
ta phải đem cái đầu của hắn để mà treo trước thành Khai Châu, để cho quân lính của họ khiếp đảm kinh sợ. Dạ nguyên soái. Nhưng tôi vẫn phản đối, ngày mai các ông truy kích. Tại sao? Tôi sợ là Lý Hán Kiệt vẫn đặt trọng binh nơi Hoàng Phong Trấn. Nhưng mà theo thám tử hồi báo, dân làng ở Hoàng Phong Trấn không thấy một tên lính Tây Hạ nào. Hoàng Phong Trấn mặc dù là trấn nhỏ nhưng nó vẫn là lãnh thổ của Đại Tống, cho nên ta nhất định phải đoạt lại Hoàng Phong Trấn. Nhưng mà nguyên soái thống lãnh binh mã, còn chỗ này thì sao? Chuyến này ta đem theo 5.000 binh mã, ngoài ra tất cả đây lại Khai Châu chỉ dám quân chỉ huy. Nguyên soái, 5.000 binh mã ông cho là đủ sao? Trận Khai Châu đó quân lính Tây Hạ đã sa sút rất là nhiều lắm, ta đem 5.000 binh mã điểm quá đủ rồi. Hơn nữa Khai Châu là nơi rất là hiểm yếu quân sự, cần phải có trọng quân chống giữ. Hơn nữa Hoàng Phong Trấn cách đây cũng không xa, nếu cần chi viện không phải là điều khó khăn. Nếu mà làm như vậy thì chúc cho nguyên soái mã đáo thành công. Nguyên soái, Mạc tướng đã cho người báo chiến thắng với Trường Giám quân rồi. Nguyên soái đang nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ, ta có nên tháo lui xa trường không? Nguyên soái có tâm sự à? Tại sao lại nghĩ vậy? Người già rồi thì nên rút lui nhường chỗ. Không phải, Mạc tướng cho rằng khả năng với tuổi tác không thể định luận với nhau. Nếu như một kẻ bất tài thì dù là tuổi trẻ thì sao chứ? Chẳng lẽ nguyên soái không thấy trong triều đình nhiều nhất là hạng người này sao? Huống hồ chi đầu ải thành Khai Châu, thu phục Quai Phong đó là một cách cụ thể. Điều đó đủ cho thấy nguyên soái vẫn còn đủ khả năng thống lãnh để mà chỉ huy. Ngươi không biết được đâu, trải qua hai trận chiến này ta cảm thấy có một chút mỏi mệt. Sư có câu sống sau dồn sống trước, ta có thể nào vĩnh viễn ở lại vị trí này? Tôn Bảo, đã tới lúc ngươi phải kế thừa. Tôn Bảo không đủ tài đức đâu, không thể kế thừa vị trí nguyên soái. Ta hy vọng ngươi nói là xã giao khiêm tốn, nếu không những lời thiếu lòng tin đó thì làm sao làm được nguyên soái? Tôn Bảo đồng ý vĩnh viễn tùy tùng tả hữu nguyên soái để bảo vệ giang sơn tống thất. Ngươi tùng tùng tả hữu của ta mà không thể nào phát triển tài năng, như vậy làm sao bảo vệ nước nhà? Người không xứng đáng là con cháu của Dương gia. Người già rồi xử sự hồ đồ, nhẹ sẽ tổn binh hào tướng, nặng sẽ mất nước nhà tàn. Cái trách nhiệm này ta đâu thể nào gánh chịu nổi. Hơn nữa đã bao nhiêu năm qua ta với mẹ của người tan nhiều hợp ít, tuy rằng mã thâm minh đại nghĩa nhưng mà ta vẫn cảm thấy đã phụ lòng bà ta. Ta quyết định chuyến này sau khi rút quân về trào, ta sẽ tâu rõ với hoàng thượng, ta sẽ đáo Mão quy điện. Tôn Mão, giữ nhà giữ nước giao lại cho người. Đã như nguyên soái quyết định như vậy, Tôn Mão nhất định làm hết khả năng, tuyệt đối không làm sút giảm qua danh của Dương gia. Hay. Nguyên soái, nguyên soái, quân Liêu đã cho đào được hầm, quân của họ sẽ đi đường hầm đó đột kích quân ta. Oh!
nguyên soái. Đi theo ta, phóng tỏa hết miền âm. Lập tức bích miền âm. Nhớ kỹ, đừng để cho một tên lính Tây Hạ sống sót. Dạ tướng quân. Bẩm nguyên soái, tất cả các miền hầm đều bích hết rồi, trong thành cũng còn tên lính Tây Hạ đâu cả. Tốt, xem ra lần này Lý Á Kiệt đã có âm mưu từ trước. Quân lính của họ ít đội không có tác dụng gì, chỉ có thể đột kích. Chết, đúng kia. Bảo nguyên soái, ngoài thành năm dặm đã có số đông binh lính Tây Hạ ào tới. Định quốc, người đưa một số đông người lén từ đường một chạy về thay cho đế cầu cứu. Dạ nguyên soái. Lý Hán Kiệt bị thua bại ở Khai Châu, hắn không chịu về Tây Hạ mà lại trốn ở đây. Mình đem quân tiêu giết hắn, hắn lại giả vờ tháo chạy. Đây rõ ràng là phân minh chi kỷ. Còn nữa, hắn muốn gài quân mình kẹt ở trong núi, đem đoạt lương thảo. Những tên lính Tây Hạ trong thành là nội ứng của họ, chờ cơ hội mở cửa thành để mà cho quân của họ tràn vào. Còn người Lý Hán Kiệt này càng khó đối phó như ta tưởng tượng. Cũng may là đã mang đại quân để lại Khai Châu, chỉ cần Trương Giám quân đem quân xúc kích thì mình có thể khai quân hồi hiệp, đánh cho họ trở tay không kịp. Trương Giám quân, Trương Giám quân, cả gan dám xông tới danh trại của Giám quân, biết tội gì không? Tôi có chuyện cấp bách trình báo, xin Giám quân tha tội cho. Cho hắn vô. Dạ. Giám quân, thật sự có quân tình nào khẩn cấp cần báo đây? Ông không đến mới bị lính Tây Hạ dây hãm, nguyên soái phái tôi tới báo cho Giám quân biết, cho thêm tăng diện. Đây là lệnh bài, cất nhập cho người. Người có thể nghỉ ngơi chút đi. Giám quân, chuyện cấp bách lắm, hãy mau. Bổn Giám quân biết quyết định. Lùi xuống. Trương Giám quân, Trương Giám quân. Thiếu phu nhân, mấy cầu liễn này rất hay quá ha. Con bồ câu thật là tội nghiệp quá. Tổ liệt tông Dương gia tại thượng, công công với tôn bảo chinh chiến ở tại ngoại, xin phù hộ cho hai người đó bất luận gặp nguy hiểm nào cũng được qua hung thành kiết, sớm ngày bình yên trở về. Quế Anh. Thưa mẹ, thì ra con đang ở chỗ này. Mẹ kiếm con có chuyện gì? Ngài đại thọ trăm tuổi của Thái Quân, mẹ định mời cha của con tới đây để dự tiệc đó. Dạ được. Sao hả Quý Anh, có phải có chuyện gì không?
Ta biết rồi. Chắc con sợ Tôn Bảo về không kịp để mừng đại thọ có phải không? Khi mẹ gả vô Dương gia cũng giống như là con vậy, lúc nào cũng lo lắng lắm. Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi, mẹ đã biết không ai có thể nghịch lại ý trời. Tất cả phải theo ý trời đi con. Nếu như Tôn Bảo nó biết con để xuống hoài bảo thì nó cũng sẽ giảm bớt được nặng lo, an tâm đi đánh giặc như là công công của con vậy. Thôi được, để mẹ cho người đưa thiệp mời. Phong. Thiếu phu nhân, sao khuya rồi ngươi còn ở đây? Không, tôi đang băng thuốc cho con bồ câu. Nó bị thương nặng không? Nó bị thương nơi cái cánh, có lẽ từ nay không bay được nữa. Vài ngày nữa là đại thọ của Thái Quân, tại sao xui khiến lại bay tới lúc này? Thiếu phu nhân, ý của mợ muốn nói là ta đã quá đáng gì. Nhưng mà chuyện này đừng có nói cho ai biết nha. Định Quốc, có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh. Họ chỉ bao vây mình thôi, lại không tấn công. Tôi nghĩ họ chắc cho mình quân mòn lưng cạn mới đại cử tấn công. Đã qua hết mấy ngày rồi, tại sao không có tin tức cơ diện binh vậy? Mình để người Tây Hạ bao dây trùng trùng, người mình phái đi cầu diện đó chắc đã bị bắt rồi. Không thể nào. Không lẽ những con bồ câu bọn mình phát đi đã bị người Tây Hạ bắn chết hết sao? Nguyên soái, vậy cho người đi xin tăng diện nữa đi. Ta không muốn làm thêm tổn thất đâu. Ta nghĩ nếu như giám quân nhận được tin của mình sẽ cho người tới đây quan sát. Đã như chúng mình có một cái đầm nước thiên nhiên đặc sản, mình vẫn cố thủ không có gì khó khăn. Đình Quốc, cái đầm nước này đối với mình rất là quan trọng, người phải canh giữ cẩn thận, đừng để sơ sót. Dạ biết. Ba không được vô đâu, đi đi. Quân già, làm ơn mở cửa cho tôi vô đi. Tôi vô tìm con của tôi mà. Bà lão này tảng sáng là đứng đây la lối, đòi vô thành kiếm con, la tới bây giờ tắt tiếng luôn. Kiếm con hả? Dạ phải. Bà nói con có bà ở trong này, nhưng tôi kiếm hoài cũng không thấy. Nói bà không chịu tin. Bà lão này có lẽ đã kiếm lầm chỗ rồi. Làm ơn làm phước đi, làm ơn làm phước giùm tôi, mở cửa thành cho tôi vô mà. Làm ơn đi. Mở cửa cho tôi vô. Nguyên soái, mở cửa thành là một việc rất nguy hiểm vô cùng. Đúng rồi, nếu như quân Tây Hạ đến đột kích tới thì mình... Ta không thể thấy một bà lão tội nghiệp như vậy. Kêu công ty thủ chuẩn bị khi mở cửa thành. Dạ. Nguyên soái, đề phòng âm mưu. Một bà lão vậy không có tác dụng gì đâu. Cho người giám sát kỹ bản. Nguyên soái. Nè nè, bên kia cá chết nhiều quá. Đúng rồi. Báo cáo đi, báo cáo nguyên soái đi. À đúng rồi đó. Báo cáo nguyên soái. Cái gì mà hốt hoảng vậy? Cá trong hồ một đêm đã chết sạch hết. Mình có nhiều binh lính uống nước ra cái hồ đó, ói mũi tiêu chảy, mất sức toàn bộ. Hiện đã cho mời đại phu chữa trị để du khách binh lính khỏi bệnh.
phu. Hỏi thế nào hả? Hồi nguyên soái hỏi độc là thảo nguyên độc đó. Sao hôm nào tới giờ không nghe loại độc này? Thảo viên là loại cây cỏ trong vùng Tây Hạ độc chết vô cùng. Nếu mà thành bột nhuyễn, chỉ cần nhỏ một hột cát thôi thì cũng độc chết mấy chục người. Cũng may là họ ăn đó trúng độc rất lỡ, không phải nổi nguy hiểm tính mạng lắm. Nhưng mà nếu bình phục phải cần một thời gian. Tất cả bao nhiêu người trúng độc? Tổng cộng 500 người. Mình đã tốn 1/3 binh lực rồi. Loại độc này ở Tây Hạ, không lẽ Tây Hạ đã gài kẻ gian làm đồ ứng sao? Do mặt tướng sơ sót, để cho kẻ gian có dịp, mặt tướng xin thọ phạt. Chuyện trừng phạt để sau được tính. Cái quan trọng trước mắt là phải tìm ra nội ứng. Ba, khu này là khu vực quan trọng, không vào được đâu. Quỳ xuống. Giờ người bỏ đâu? Phải. Để tôi chạy ra. Nguyên soái thấy bà tội nghiệp với chú ba nhập thành. Ba lại, mình phải dùng kế. Con của ta đã bị quân Tống chó các người giết chết. Bây giờ ta vào đây chỉ muốn trả thù. Cho dù các người giết chết ta, ta cũng không sợ đâu. Lôi vả ra chém. Thả ba đi. Dạ. Lập tức giải ba đi. Dạ. Mà xây sinh mình hương đong đong.